Xin được chào buổi sáng, chào quý vị khán giả. Cảm ơn quý vị đã đồng hành và theo dõi Bắc Giang ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Thưa quý vị và các bạn, chương trình Bắc Giang ngày mới nơi cập nhật những tin tức nổi bật trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị trong 25 phút sắp tới của chương trình. Và bây giờ như thường lệ là những tin chính. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 5 năm giai đoạn 2024-2028 và những năm tiếp theo. Nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả đã được Hội nông dân triển khai để hỗ trợ các chủ thể xây dựng thành công sản phẩm ô cốp. Nghệ nhân nhân dân Phú Hiệp trải lòng về tình yêu với các làn điệu quan họ cổ quê hương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, để thực hiện hiệu quả nhiệm vụ hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi về tiếp cận vốn cho lĩnh vực kinh tế tập thể, hợp tác xã, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 5 năm giai đoạn 2024-2028 và những năm tiếp theo. Kế hoạch xác định mục tiêu tổng quát là phát triển Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo hướng toàn diện, phù hợp với sự phát triển của cơ chế thị trường, phấn đấu đưa quỹ trở thành tổ chức tài chính vững mạnh, đồng thời tăng quy mô nguồn vốn và mở rộng hoạt động, đảm bảo các đối tượng trong diện vay vốn được tiếp cận bình đẳng, minh bạch và vốn được sử dụng đúng mục đích. Theo lộ trình, vốn điều lệ của quỹ sẽ được nâng từ 20 tỷ đồng hiện nay lên mức 30 tỷ đồng vào năm 2025 và lên 50 tỷ đồng vào năm 2030. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn khoảng 80%, dư nợ cho vay trung hạn khoảng 20%. Thông qua việc hỗ trợ vốn, phấn đấu nâng số hợp tác xã hoạt động đạt loại tốt, khá, chiếm từ 60 đến 70% trên tổng số hợp tác xã toàn tỉnh. Để tạo chỗ đứng vững chắc cho cây khoai tây trên thị trường, nâng cao thu nhập cho nông dân, huyện Yên Dũng đã xây dựng nhãn hiệu tập thể khoai tây Yên Dũng. Với diện tích gieo trồng hơn 1.000 ha mỗi năm, cây khoai tây từ lâu trở thành một trong những cây trồng trọng điểm của huyện Yên Dũng. Để khẳng định uy tín chất lượng của sản phẩm, Ủy ban nhân dân huyện giao phòng kinh tế chủ trì dự án xác lập quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm khoai tây. Đến nay, hồ sơ nhãn hiệu tập thể khoai tây Yên Dũng đã được chấp nhận đơn đăng ký nhãn hiệu hợp lệ. Sau khi được công nhận sẽ bảo hộ được nhãn hiệu sản phẩm và có thể nhận biết phân biệt sản phẩm khoai tây của huyện Yên Dũng với các sản phẩm khoai tây khác. Huyện Yên Dũng sẽ tập trung đẩy mạnh hoạt động quảng bá thương hiệu tập thể khoai tây Yên Dũng bằng việc tham gia các hội chợ triển lãm nông sản trong và ngoài nước, đồng thời tích cực tuyên truyền thông qua các hội thảo, lớp tập huấn để giúp nông dân có nhận thức đúng đắn nhất về sở hữu trí tuệ và thương hiệu tập thể khoai tây Yên Dũng. Thưa quý vị, từ khi đề án Hội nông dân các cấp là nòng cốt trong tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng hợp tác, liên kết chuỗi giá trị, xây dựng và nâng cao chất lượng các sản phẩm OCOP giai đoạn 2022-2025 được ban hành, với sự vào cuộc tích cực của các cấp hội nông dân, nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả đã được triển khai để hỗ trợ các chủ thể xây dựng thành công sản phẩm OCOP, trong đó có việc hỗ trợ bao bì, tem, nhãn mác. Qua đó giúp các chủ thể thiết kế xây dựng bao bì tem nhãn mác phù hợp với xu thế, dễ dàng tiếp cận thị trường, ghi nhận của phóng viên chương trình. Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp Bảo Ngọc ở xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng vừa xây dựng thành công sản phẩm trà lá sen đạt OCOP 3 sao vào cuối năm 2023. Là một hợp tác xã mới thành lập, cho nên việc chủ động thiết kế tem, nhãn, mác, bao bì của hợp tác xã vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Trước thực tế này, vừa qua hợp tác xã đã được Hội nông dân tỉnh hỗ trợ 2.000 tem nhãn mác cho sản phẩm trà lá sen Bảo Ngọc của hợp tác xã. Chúng tôi cũng được hỗ trợ tem cũng như là bao bì. Tôi thấy đánh giá về cái chất lượng là rất là tốt, rất là đẹp và còn ý tưởng là cũng thiết kế dựa trên ý tưởng của hợp tác xã. Thời gian qua, Hội nông dân các cấp đã triển khai nhiều chương trình hoạt động hỗ trợ xây dựng các sản phẩm OCOP, trong đó đặc biệt chú trọng vào việc hỗ trợ bao bì, tem, nhãn mác. Chỉ riêng từ đầu năm đến nay, Hội nông dân tỉnh đã hỗ trợ việc thiết kế, xây dựng và in ấn trên 20.000 bao bì, tem, nhãn mác cho các sản phẩm OCOP của tỉnh. Điều này đã phần nào giúp các hợp tác xã xây dựng hình ảnh, nâng cao giá trị sản phẩm. Tôi cũng đăng ký và đồng thời có cái sản phẩm năm đầu tiên, cái trà hoa sâm, thì đề nghị thì được sự như vậy là giúp đỡ của cơ quan chuyên môn của cấp huyện và đề nghị lên tỉnh thì chúng tôi đã được chấm và công nhận cái OCOP 3 sao đấy, và được cái hỗ trợ toàn bộ các cái thủ tục
chương trình rồi thì kiểm định cho đến như vậy là nhãn mác. Đến bây giờ như vậy là đã được hỗ trợ hoàn thành. Việc Hội Nông Dân tỉnh hỗ trợ tem nhãn mác bao bì chúng tôi cho rằng rất là thiết thực, bởi vì hiện nay là các chủ thể thì có những sản phẩm thì là mới, có những sản phẩm thì trước đây là sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, tuy nhiên thì đưa ra ngoài thị trường là cũng chưa được nhiều. Nhưng mà khi mà có tem nhãn mác bao bì đẹp rồi, thể hiện được cái thế mạnh, cái tính đặc trưng của địa phương rồi thì cái sản phẩm này sẽ tiến tới là bay cao và vươn xa hơn. Việc chú trọng đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ tư vấn thiết kế mẫu mã tem nhãn mác bao bì đóng gói sản phẩm cho các sản phẩm OCOP hiện nay đang là một hướng đi hiệu quả trong việc nâng tầm giá trị và đưa sản phẩm OCOP tiếp cận thị trường dễ dàng hơn. Chú trọng đến chất lượng thì cũng phải chú trọng đến cái việc nâng cao chất lượng cái bao bì sản phẩm, để từng bao bì để nó thiết thực, thân thiện với môi trường, thích nghi với cái từng thị trường trong nước cũng như là xuất khẩu. Thông qua việc hỗ trợ bao bì tem nhãn mác sản phẩm đã tạo điều kiện cho các chủ thể tiếp cận với những mẫu mã được thiết kế theo đúng yêu cầu cũng như phù hợp với thị trường, để từ đó đẩy mạnh phát triển kinh tế tập thể và các hình thức hợp tác trong nông nghiệp gắn với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Theo thống kê của lực lượng công an, hiện nay trên địa bàn tỉnh duy trì hơn 3,4 nghìn mô hình, hơn 5,35 nghìn tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các mô hình tổ chức này cung cấp hơn 3,8 nghìn thông tin giá trị, giúp lực lượng công an giải quyết các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự tại các địa phương. Nhiều mô hình thu hút sự tham gia đông đảo của các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên, các đoàn thể. Hiệu quả thiết thực của mô hình này đã được ghi nhận và nhân rộng. Trong đó, nhiều mô hình có số lượng lớn như các nhóm Zalo giữa công an và cán bộ cơ sở, nhân dân, tổ tự quản về an ninh trật tự, đội an ninh cơ động. Toàn tỉnh hiện có 2 bệnh viện tuyến tỉnh, 9 trung tâm y tế huyện và 209 trạm y tế thực hiện khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền. Ở trung bình mỗi ngày, các cơ sở y tế trên thực hiện 1.200 lượt khám chữa bệnh. Nhiều phương pháp chữa bệnh bằng y học cổ truyền đem lại hiệu quả điều trị cao được các cơ sở y tế đẩy mạnh áp dụng là châm cứu, thủy châm, xoa bóp, day ấn huyệt, cứu mồi ngải, dùng thuốc nam sắc uống. Song song với công tác điều trị, nhiều cơ sở y tế đã và đang thực hiện nhiều hội thảo kế thừa cây thuốc hay bài thuốc quý nhằm chia sẻ và phát huy rộng rãi tác dụng của các cây thuốc nam trong chăm sóc sức khỏe nhân dân. Việc đẩy mạnh ứng dụng khám chữa bệnh bằng y học cổ truyền với số lượng bệnh nhân điều trị ngày càng tăng đã góp phần tích cực vào sự nghiệp chăm sóc sức khỏe của nhân dân trên địa bàn tỉnh. Là một trong 10 cá nhân được trao tặng danh hiệu Công dân ưu tú tỉnh Bắc Giang năm 2023. Không chỉ am hiểu về lề lối chơi quan họ cổ, ông còn luôn trau dồi tích cực tìm hiểu về văn hóa quan họ để truyền dạy trong cộng đồng, với mong muốn gìn giữ, bảo tồn những giá trị nguyên gốc loại hình nghệ thuật dân gian này. Và chắc hẳn quý vị và các bạn cũng đoán ra là tôi vừa nhắc đến ai rồi phải không ạ? Vâng, đó là nghệ nhân nhân dân Phú Hiệp ở thôn Thổ Hà, xã Vân Hà, thị xã Việt Yên. Và trong những ngày đầu xuân này, chúng ta cùng nghe ông trải lòng về tình yêu với các làn điệu quan họ cổ quê hương. Nếu như hát có nhạc đệm, người ta sẽ luyến láy một cách gọi nó không đề độ nữa, và người ta sẽ gò cái tốc độ cho nó phù hợp với cái khuôn nhạc. Thế nhưng nếu để ca không nhạc đệm thì người ta sẽ đủ cái thời gian, cái nhịp nó ở trong đầu của cái người ca, người ta sẽ đủ thời gian để người ta luyến láy, buông câu nhả chữ, nó đủ được những cái yếu tố của vừa vang vừa rền, lại có nền có nảy. Là chủ nhiệm câu lạc bộ quan họ Thổ Hà ngay từ đầu mới thành lập, ngôi nhà nhỏ của nghệ nhân Nguyễn Phú Hiệp luôn rộn ràng mỗi khi ông sưu tầm được lời mới. Người qua lính như là qua trường đại học tổng hợp ấy. Thì tôi đã qua cái môi trường rồi, thì về tôi tận dụng cái kiến thức của một người lính. Thế thì là tôi đi học chuyên sâu về quan họ, thế tôi học được trở thành những cái kiến thức cơ bản, thì tôi nghĩ rằng mình mới có thể truyền bá lại cho người sau. Vì thế tôi mới đi đến cái chỗ là tôi phải sưu tầm và biên soạn lại.
Thổ Hà, vùng đất vẫn còn lưu giữ nhiều nét văn hóa đặc trưng vùng Kinh Bắc, là mạch nguồn nuôi dưỡng tình yêu của ông với quan họ từ bé. Năm 27 tuổi, ông đã bắt đầu sưu tầm, nghiên cứu các bài quan họ cổ. Hơn 30 năm thực hành và truyền dạy di sản quan họ, ông đã học hỏi sưu tầm, lưu giữ vốn dân ca quan họ với hơn 200 làn điệu, gần 600 lời ca quan họ cổ. Bên cạnh cái việc sưu tầm rồi thì thể hiện những cái lời quan họ của quê hương thì ông là một trong những là nghệ nhân tích cực nhất trong cái vấn đề truyền dạy cái lối chơi quan họ cho các cái thế hệ trẻ. Tôi cũng không có một tham vọng gì, mà cái điều đầu tiên là nó đến với tôi là chính là tôi muốn học để mình hát cho bà con làng xóm mình nghe. Thế sau đó thì qua một cái quá trình mà mình tìm hiểu thấy nó quan họ nó sâu sắc và nó hay, nó tính nhân văn nó cao quá. Thế thì tôi đắm mình vào trong đó lúc nào không biết. Và nó cứ cho đến tận bây giờ nó gắn liền với tôi, nó như là một cái phần của cuộc sống. Năm 2008, nghệ nhân Nguyễn Phú Hiệp cung cấp 170 làn điệu dân ca quan họ, phục vụ việc làm hồ sơ, đề án, trình UNESCO, công nhận dân ca quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Danh hiệu cao quý nghệ nhân nhân dân mà Chủ tịch nước phong tặng chính là sự ghi nhận cho tài năng và những công hiến của ông cho việc bảo tồn và trao truyền loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo của quê hương. Chương trình Bắc Giang ngày mới tiếp tục với những thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý. Từ nay đến năm 2025, cả nước có 50 huyện và hơn 1.200 xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh giản bộ máy hành chính. Ngày hội Hoa Sơn Tra lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 3 tới. Đây chính là thời điểm Hoa Sơn Tra bùng nở đẹp nhất giữa trời xuân. Hàng nghìn bông hoa phong lan đủ màu sắc đang nở rộ tại vườn Bách Thảo New York trong sự kiện đặc biệt của Đại gia đình phong lan trên thế giới. Theo thống kê của Bộ Nội vụ, từ nay đến năm 2025, cả nước có 50 huyện và hơn 1.200 xã sẽ thực hiện sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh giản bộ máy hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng dịch vụ công. Trong 50 huyện sẽ sáp nhập thì 11 huyện bắt buộc, 16 huyện khuyến khích và 23 đơn vị liệt kê. Sau sáp nhập, toàn quốc dự kiến giảm 14 huyện. Về cấp xã, tổng số đơn vị hành chính cấp xã thực hiện sắp xếp là 1.243 đơn vị, trong đó 738 đơn vị thuộc diện phải sắp xếp, 109 đơn vị khuyến khích và 396 đơn vị liền kề. Sau sắp xếp dự kiến giảm 619 đơn vị. Bộ Nội vụ cho biết việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã trong giai đoạn 2023-2025 phải hoàn thành trước tháng 10 năm nay. Để hoàn thành nhiệm vụ nêu trên, Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tuyên truyền tốt để người dân, cán bộ, công chức, viên chức, lao động đồng thuận. Sau sáp nhập, địa phương sớm ổn định đời sống nhân dân và có chính sách phù hợp với cán bộ, công chức, viên chức, cơ sở vật chất, trụ sở dôi dư. Theo ước tính của World Bank, Việt Nam sẽ thu hút thêm 25 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư quốc tế cho tới năm 2030 khi nâng hạng thị trường chứng khoán. Việt Nam đặt mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán từ cận biên lên mới nổi vào năm 2025. Theo tính toán của World Bank, việc nâng hạng sẽ là lực đẩy đáng kể cho thị trường vốn Việt Nam khi tăng khả năng tiếp cận với các nhà đầu tư nước ngoài. Khi đó thị trường sẽ có mức vốn hóa đạt quy mô lớn, tính thanh khoản hấp dẫn ngang nhiều nước có trình độ phát triển tương tự. Điều này có thể mang lại 25 tỷ đô la vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào thị trường Việt Nam tới năm 2030. Chính phủ Indonesia sẽ nhập thêm 1,6 triệu tấn gạo năm nay để bình ổn giá trong nước và đây là cơ hội cho gạo Việt Nam. Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, như vậy tổng hạn ngạch gạo Indonesia sẽ nhập năm nay là 3,6 triệu tấn từ các thị trường. Theo cơ quan thương vụ, Indonesia sẽ sớm mở thầu mua thêm gạo, mở ra cơ hội cho các doanh nghiệp xuất khẩu Việt. Tháng trước, chính phủ nước này mua thêm 500.000 tấn gạo, trong đó Việt Nam trúng thầu cung ứng hơn 300.000 tấn. Năm 2023, Indonesia là nhà nhập khẩu gạo lớn thứ hai của Việt Nam với sản lượng trên 1,1 triệu tấn. Ngày hội Hoa Sơn Tra lần thứ 2 dự kiến diễn ra trong 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 3 tới. Đây chính là thời điểm Hoa Sơn Tra bung nở đẹp nhất giữa trời xuân.
Theo đó, ngày hội Hoa Sơn Tra lần thứ 2 diễn ra tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, Sơn La. Đến với ngày hội, du khách sẽ được đắm mình trong sắc trắng tinh khôi nổi bật giữa đại ngàn, được trải nghiệm cuộc sống truyền thống văn hóa ấn tượng của đồng bào các dân tộc ở miền cổ tích Ngọc Chiến. Trong khuôn khổ ngày hội cũng sẽ có nhiều hoạt động hấp dẫn, mang đậm bản sắc nét đẹp vùng cao, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, những sản phẩm độc đáo riêng biệt đến với bạn bè du khách trong nước và quốc tế. Đồng thời tạo cơ hội và điều kiện kết nối, thu hút các nhà đầu tư tới khai thác tài nguyên du lịch, đầu tư chế biến sâu quả sơn tra. Với những nét độc đáo riêng có, đậm bản sắc, ngày hội Hoa Sơn Tra huyện Mường La, Sơn La đã được Cục Bản quyền tác giả, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chứng nhận đăng ký quyền tác giả. Tiếp tục với phần tin quốc tế, chính phủ Cuba thông báo kế hoạch tăng giá nhiên liệu lên hơn 500%, chính thức có hiệu lực từ ngày hôm nay mùng 1 tháng 3. Theo kế hoạch, giá 1 lít xăng thông thường sẽ tăng từ 25 peso lên tới 132 peso, 1,1 đô la Mỹ, ở trong khi giá xăng cao cấp sẽ tăng từ 30 lên 156 peso. Kế hoạch tăng giá nhiên liệu này lẽ ra đã được triển khai từ ngày mùng 1 tháng 2, nhưng sau đó buộc phải hoãn lại do một sự cố an ninh mạng ảnh hưởng đến hệ thống phân phối xăng dầu bằng ngoại tệ. Ngoài ra, Cuba cũng tăng giá điện lên 25% đối với những hộ gia đình tiêu thụ trên 500 kWh. Trước đó, chính phủ Cuba thông báo sẽ nỗ lực áp dụng nhiều chính sách để hỗ trợ thực hiện dần các biện pháp điều chỉnh kinh tế vĩ mô, trong đó bao gồm việc tăng giá nhiên liệu, điện, khí đốt, nước và các dịch vụ khác, cũng như chấm dứt trợ cấp cho giỏ thực phẩm cơ bản nhằm mục đích hồi sinh nền kinh tế hiện đang khủng hoảng. Cuba cũng dự kiến thu phí nhiên liệu bằng đô la Mỹ đối với khách du lịch để tăng thu ngoại tệ và sử dụng nguồn này để chi trả nhiên liệu nhập khẩu từ các nhà cung cấp quốc tế. Ngoài ra, nước này sẽ triển khai một loạt chương trình quy mô lớn trong những tháng tới với sự tham gia thảo luận rộng rãi của toàn bộ xã hội nhằm đồng hành với chính phủ thực hiện các kế hoạch khắc phục những khó khăn và thúc đẩy nền kinh tế phát triển trong năm 2024. Thế giới thải ra 2,3 tỷ tấn rác đô thị trong năm 2023. Và con số này có thể tăng hơn 2/3 vào năm 2050. Đây là những ước tính mới được Liên Hợp Quốc đưa ra cùng với cảnh báo về những tác hại nghiêm trọng về y tế, kinh tế và môi trường mà lượng rác này gây ra. Theo cảnh báo của Liên Hợp Quốc, tình trạng ô nhiễm sẽ ngày càng gia tăng. Dự báo tốc độ tăng rác thải nhanh nhất ở các vùng hiện vẫn xử lý rác thải bằng cách đổ đống và đốt. Đây đều là những hành động làm tăng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, tăng nguy cơ những chất hóa học độc hại xâm nhập vào đất, nguồn nước và không khí. Nếu không có hành động khẩn cấp, đến năm 2050, khối lượng rác thải toàn cầu có thể lên đến 3,8 tỷ tấn, vượt xa các mức dự báo trước đó. Nghiên cứu của Liên Hợp Quốc cũng chỉ ra khối lượng rác kể trên kéo theo gánh nặng kinh tế cao gấp đôi, có thể lên đến 640 tỷ đô la Mỹ vào năm 2050, từ mức 361 tỷ đô la Mỹ năm 2020. Con số này cũng đã tính tới những chi phí ẩn liên quan việc xử lý rác thải kém hiệu quả, dẫn tới ô nhiễm, suy giảm sức khỏe và biến đổi khí hậu. Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi thế giới cần chuyển đổi khẩn cấp sang cách tiếp cận không rác thải, trong khi cải thiện quy trình xử lý rác thải để tránh ô nhiễm nghiêm trọng, tránh thải khí gây hiệu ứng nhà kính và những tác động tiêu cực tới sức khỏe con người. Theo tạp chí khoa học Life Science, Liên minh Thiên văn Quốc tế vừa công nhận 3 công dân mới của Thái Dương hệ, bao gồm một mặt trăng quay quanh sao Thiên Vương và 2 mặt trăng quay quanh sao Hải Vương. 3 mặt trăng mới sẽ được đặt tên theo nhân vật trong Shakespeare và thần thoại Hy Lạp. Mặt trăng quanh sao Thiên Vương mang số hiệu S203U1 là một trong những mặt trăng nhỏ nhất của hệ mặt trời với đường kính chỉ khoảng 8 km. Nó quay một vòng quanh sao Thiên Vương mất khoảng 680 ngày và là mặt trăng thứ 28 được biết đến của hành tinh này. Theo truyền thống, mặt trăng của sao Thiên Vương sẽ được đặt tên chính thức theo một nhân vật nào đó trong kịch Shakespeare, cũng như các anh chị em Titania, Oberon và Puck của nó. Các vệ tinh mới của sao Hải Vương là S202N5 và S201N1. Đường kính lần lượt là 23 km và 14 km, mất lần lượt là 9 năm và gần 27 năm để quay quanh hành tinh mẹ khổng lồ. Giống như các mặt trăng khác của sao Hải Vương, chúng sẽ có tên chính thức được đặt theo các con gái của nữ thần biển Nereus trong thần thoại Hy Lạp. Trước chúng, sao Hải Vương có tổng cộng 16 vệ tinh tự nhiên được xác định. Cả 3 vệ tinh này là những mặt trăng mới nhất từng được phát hiện bởi kính viễn vọng mặt đất. Ở thành phố New York đang là mùa đông, thế nhưng hàng nghìn bông phong lan đủ màu sắc đang nở rộ tại vườn Bách Thảo New York. Những cây hoa lan từ nhiều quốc gia đã được đem đến đây và sẵn sàng khoe sắc trong sự kiện đặc biệt của đại gia đình phong lan trên thế giới. Triển lãm hoa phong lan hàng năm nay có tên Florals in Fashion, tạm dịch là hoa trong thời trang, đã trưng bày các mẫu hoa từ khắp nơi trên thế giới
cùng với các tác phẩm sắp đặt thời trang theo chủ đề hoa do ba nhà thiết kế đương đại tạo ra. Các tác phẩm sắp đặt của họ tôn vinh việc sử dụng hoa trong thời trang. Du khách thậm chí có thể đi bộ trên sàn diễn hoa lan khi dạo quanh ngắm nhìn những tác phẩm xinh đẹp. Triển lãm sẽ kéo dài từ nay đến ngày 21 tháng 4 năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 31 đoạn từ thành phố Bắc Giang đi huyện Sơn Động đã được đầu tư nâng cấp, cải tạo, mở rộng mặt đường. Tuy nhiên, thời gian qua, không ít hộ dân đã tự ý mở lối, thay đổi kết cấu hộ lan. Hành vi này không chỉ vi phạm quy định mà còn tiềm ẩn những nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Tại km 36 306 trên cầu cao, đoạn qua xã Quý Sơn và Phượng Sơn, huyện Lục Ngạn. Dù tuyến đường đã được bàn giao, tuy nhiên hai hộ gia đình ở địa phương đã tự ý mở lối hộ lan để san gạt đất. Người dân cũng đưa đơn về hạt là xin được bỏ lại, chừa lại cái một thanh để cho người ta đi lại để tiện cho công canh tác. Thì hạt cũng trả lời với người dân là cái này là ngoài thẩm quyền của hạt. Thì đơn ấy thì sẽ gửi về bên ban thì người ta xem xét, người ta giải quyết. Qua công tác kiểm tra của Sở Giao thông Vận tải Bắc Giang, tình trạng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông vẫn diễn ra, gây khó cho công tác quản lý. Một số hộ dân cũng tự ý tháo dỡ cái hộ lan để phục vụ cái mục đích cá nhân, sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên là với chức năng của đơn vị quản lý thì cũng làm công tác tuyên truyền cho bà con, đồng thời cũng kiến nghị chủ đầu tư và nhà thầu cố gắng để khắc phục hoàn thiện để đảm bảo cái an toàn giao thông trên tuyến. Không chỉ trên địa bàn huyện Lục Ngạn, tình trạng tự tháo dỡ hộ lan, mở lối vào đường quốc lộ cũng diễn ra trên địa bàn huyện Sơn Động. Công tác tuyên truyền làm sao bà con là giữ gìn những cái tài sản của nhà nước, và hai là những cái vị trí hộ lan là cũng không được tự ý là tháo dỡ và để làm sao là giữ gìn được cái những cái tài sản là đảm bảo an toàn. Qua công tác khảo sát của Sở Giao thông Vận tải và các đơn vị quản lý đường bộ, thời gian qua xuất hiện một số điểm bất cập trên quốc lộ 31 gây mất an toàn giao thông. Đơn vị cũng đã có tham mưu để điều chỉnh phù hợp với thực tế. Với cái tình trạng mà mở tự ý đột phát như này là tiềm ẩn nguy cơ rất cao, vì cái tốc độ xe chạy là rất lớn, cho nên là cái mật độ giao thông lại rất đông, cho nên là cái tiềm ẩn nguy cơ là rất lớn, cho nên là đề nghị chủ đầu tư hoặc nhà thầu là thực hiện khắc phục cái tồn tại này. Quốc lộ 31 là tuyến giao thông huyết mạch của tỉnh. Cùng với công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng, rất cần có sự vào cuộc của cơ quan chức năng trong việc phát hiện và xử lý những vi phạm để bảo đảm an toàn đối với công trình giao thông quốc gia, không để xảy ra những vụ tai nạn giao thông đáng tiếc từ những đường ngang, lối mở tự phát trên quốc lộ 31. Và tới đây, Bắc Giang ngày mới sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang cũng xin được kết thúc. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại những tin chính đã phát. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 5 năm giai đoạn 2024-2028 và những năm tiếp theo. Nhiều giải pháp thiết thực và hiệu quả đã được Hội nông dân triển khai để hỗ trợ các chủ thể xây dựng thành công sản phẩm ô cốp. Nghệ nhân nhân dân Phú Hiệp trải lòng về tình yêu với các làn điệu quan họ cổ quê hương. Từ nay đến năm 2025, cả nước có 50 huyện và hơn 1.200 xã thực hiện sắp xếp, sáp nhập nhằm tinh giản bộ máy hành chính. Ngày hội hoa Sơn Tra lần thứ 2 dự kiến diễn ra vào 2 ngày, mùng 9 và mùng 10 tháng 3 tới. Đây chính là thời điểm hoa Sơn Tra bùng nở đẹp nhất giữa trời xuân. Hàng nghìn bông hoa phong lan đủ màu sắc đang nở rộ tại vườn Bách Thảo New York trong sự kiện đặc biệt của đại gia đình phong lan trên thế giới.